để bảo tồn nền văn hóa Việt Nam và cũng để giúp cộng đồng người Việt chúng ta có phương tiện truyền bá tin tức một cách hữu hiệu. Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị chương trình Việt ngữ đầu tiên tại Nashville trên đài 19 Cable Comcast. Xin quý vị nhớ đón xem. Ladies and gentlemen, with the hope of keeping our Vietnamese culture alive to pass on to our young generation, this program is intended to distribute information to teach the Vietnamese language, customs, culture, and to pay tribute to our motherland with songs, traditional dances, and the art of traditional Viet cuisine. We now present to you a program which we feel will contribute to the cultural richness of our new country, the United States. We hope you enjoy the program. You are watching the NCAT channel, Berry County, Tennessee. You are watching the NCAT channel in Lawrenceburg, Tennessee. You are watching NCAT from Mount Arlington, New Jersey. You are watching Channel 19 from Taichung, Taiwan. 你正在收看第十九频道，来自台湾台中。 You are watching Channel 19 in Suomenlinna, Finland. Katsotte kanavaa 19 Suomenlinnasta, Suomesta. You're watching Channel 19 from Quảng Ngãi, Việt Nam. Quý vị đang theo dõi đài truyền hình 19 tại Quảng Ngãi, Việt Nam. You are watching Channel 19 from Rome, Italy. State guardando il canale 19 da Roma, Italia. You are watching Channel 19 from Calistoga. We are watching from Channel 19 from Luda Park, Laos. พวกเขากำลังเบิ่ง219จากวัดเจียงควน Are you watching the Channel 19? ขณะนี้คุณกำลังรับชมช่อง19ค่ะ You are watching Channel 19 in 杭州前了。你在看杭州十九频道吗？阿弥陀佛。Now you are watching Channel 19. From China, Songshan, Shaolin Temple, Traditional Culture Center. You are watching Nika Channel from the Statue of Liberty. You're watching Nika Channel in Ottawa. You're watching Nika's channel in Nashville, Tennessee. After enjoying a buffet-style breakfast, we head out for an early stroll along the street in front of our hotel. This early walk leads us past the Shanghai Carry Center, a modern-style shopping mall. We take a few moments to enjoy a colossal bronze sculpture. Sau bữa điểm tâm, chúng tôi lững thững đi dọc theo đường phố ở phía trước khách sạn. Buổi toàn bộ này đưa chúng tôi đi qua khu trung tâm thương xá Kerry của thành phố Thượng Hải. Chúng tôi dành một chút ít thời gian để ngắm nhìn bức tượng điêu khắc khổng lồ bằng đồng được dựng lên trên một bệ đá. As our stroll continues along the pedestrian street, we come upon the impressive sculptures of a punk band displayed in front of traditional stores, specialty shops, and international hotels. Tiếp tục thả bộ trên con đường dài cho khách bộ hành qua lại. Chúng tôi gặp một số tượng rất ngoạn mục của ban nhạc trong tư thế trình diễn. Được trưng bày trước các cửa hàng buôn bán và những khách sạn quốc tế của thành phố. Not far from here, in the middle of this urban area, is the Buddhist Jing'an Temple, translated literally as Temple of Peace and Tranquility. Không xa các tượng đồng là mấy, ngay giữa khu phố đông đúc này, một ngôi chùa Phật giáo được xây lên với cái tên là Jing'an
có thể dịch nôm na là chùa của hòa bình và yên tĩnh. An independent Shanghai tour guide and her driver pick us up in front of the hotel, and we head toward the YUYUAN Garden. Người tài xế và cô hướng dẫn viên đón chúng tôi ở khách sạn để đi thăm viếng khu vườn YUYUAN. As we enter the YUYUAN Bazaar, we notice the Chinese architecture. This looks oddly familiar, like being in the middle of a traditional Chinese town featured in the movies. Bước vào khu phố cổ này, chúng tôi có cảm giác rất quen thuộc. Trong chốc lát, chúng tôi đã nhận ra lối trang trí xây cất giống hệt như những phim tàu mà chúng tôi đã có dịp xem qua. Our friendly, knowledgeable Shanghai guide shows us around the Shanghai Bazaar and its wide range of shops featuring Chinese memorabilia and knick-knack souvenirs. Cô hướng dẫn viên người Thượng Hải đưa chúng tôi thăm viếng các cửa hàng buôn bán lớn nhỏ, từ hàng lưu niệm, trang phục của người Tàu, cung kiếm cho đến ngọc thạch, vân vân. Our walk takes us through alleys of small shops whose corridors and archways lead us to YUYUAN Garden, or Garden of Happiness, built more than 400 years ago during the Ming Dynasty of 1368 to 1644. Cứ thế tiếp tục xuyên qua những cửa hàng len lỏi lối đi nhỏ hẹp và cửa cổng hình vòng cung mới đưa chúng tôi đến khu vườn YUYUAN, được gọi là vườn hạnh phúc. What we learn is this garden was built by Pan Yuduan for his father upon his retirement. This Garden of Happiness occupies
5 acres divided into 6 areas by 5 dragon walls. Upon our approach to the anciently styled building, we notice small sculptures on the roof. Được xây dựng hơn 400 năm trước đây vào đời nhà Minh, khoảng 1568 đến 1644. Vườn này được ông quan Yuan xây lên cho cha của ông khi về hưu, vui hưởng tuổi già. Khu vườn rộng 5 mẫu đất được chia ra 6 khu vực khác nhau và cách chia bằng 5 bức tường rồng. Chúng tôi đến gần một dãy nhà dài xây cất rất cổ và nhìn thấy một bức tượng nhỏ ở trên mái ngói. Our enjoyment of this impressive place includes the hollowed boulder with a small and winding alley. Cross bridges, ponds with koi fish, pavilions, and rounded gateways. Each of those areas is separated from the other by undulating walls with the tile ridges adorned on top with mythical dragons. At the end of the dragon wall is a massive dragon head with a horn bearing 3 claws. In China, the dragon is a powerful metaphor in its cultural history. Only the emperor can have 9 dragon walls with 5 claws. Cổng ra vào hình vòng cung và mỗi khu vực được chia cách bởi những bức tường uốn cong với những viên ngói không bằng phẳng, trang hòa trên đỉnh bằng những con rồng huyền bí. Cùng của bức tường rồng là một đầu rồng khổng lồ với một sừng mang 3 móng. Ở Trung Quốc, rồng là biểu tượng cho quyền uy tối thượng trong tập quán văn hóa của họ. Chỉ có hoàng đế mới có thể dùng những bức tường 9 rồng và 5 móng. As we continue our stroll, we reach YUYUAN Hall, also known as Jade Magnificent Hall, which is adorned with rosewood furniture also from the Ming Dynasty. Cứ thế tiếp tục tản mạn, chúng tôi đến YUYUAN Hall, cũng được gọi là Jade Magnificent Hall.
trong đó nội thất trang trí toàn bằng gỗ rosewood từ đời nhà Minh. Những bộ trường kỷ bụi bặm đóng đầy trong những căn phòng của phu vườn đưa ta trở về với hình ảnh của một ông quan mũ đóng trong bộ xiêm phục chiếm trệ an tọa. Lông đen đủ màu ở những đường lối ra vào khiến ta hình dung đến khung cảnh của thời phong kiến Trung Hoa. Những tiếng chân của kẻ hầu người hạ dạo bước hàng đêm để phục vụ cho chủ nhân của họ. Càng nhìn càng ngắm, lòng xúc cảm thấy thương cho số phận con người sinh ra chỉ để làm tôi đòi cho loại người quý tộc. Khi bước ra khỏi nơi đây, chúng tôi nhìn thấy một hàng chữ viết trên hòn đá ghi lại sự tích của khu vườn Yuan và nay được xem là bảo tàng của quốc gia. As we head out, we notice a stone bearing an inscription which reads, "YUYUAN Garden is an excellent model of classical Chinese gardening architecture under state preservation. It was built during the reign of Ming Emperor Jiajing in 1559 as a private garden of Pan Yuduan, an administration commissioner of Sichuan Province. With an area spanning 2 hectares, this garden is famous for a number of architectural marvels, including the big rockery, the naturally hollowed jade boulder, and the hall of the Emerald Touch of Spring, an ancient opera stage and the inner garden. We notice in this well-protected guard the precious cultural relics showing the best of China's tradition of art." Our stroll through the food area causes us to stop and observe ladies making buns and meat-filled dumplings from behind a glass panel. Lang thang qua khu ẩm thực, dọc ngang là những quầy hàng bánh trái thức ăn với những bàn tay khéo léo nắn nót những bánh bao, viên bò, viên cá như một ảo thuật gia. Tiếng đàn réo rắt, giọng hát nỉ non của một thời xa xưa hòa lẫn tiếng xào, tiếng nấu, nước sôi sùng sục, nghi ngút bốc khói, người ăn, người nói tạo ra một khung cảnh đặc biệt mà chỉ ở phố tàu mới có mà thôi. End our day, we invite you to enjoy the Shanghai Acrobatic Show. Để chấm dứt một ngày vui chơi của chúng tôi, xin mời quý khán giả thưởng thức chương trình đặc biệt múa xiếc được trình diễn trên sân khấu của thành phố Thượng Hải. Thank you.
NICAT's three television channels, Music City Arts, our arts channel, IQTV, our educational channel, and Access Nashville, our community access channel, are broadcast on television via Comcast channels 9, 10, and 19 in Davidson County, via AT&T UVerse channel 99 in 19 Middle Tennessee counties, and live stream anywhere in the world via www.nicatnetwork.org. Roughly 400,000 Tennesseans have television access to our channels. Thank you for watching NICAT Channel from Mountain Brook, Alabama. Thank you for watching the NICAT Channel in Lawrenceburg, Tennessee. Thank you for watching the NICAT Channel in Berry County, Tennessee. Thank you for watching the NICAT Channel from Montreal. Thank you for watching Channel 19 from Jakarta, Indonesia. Thank you for watching Channel 19 from Champasak, Lao. ขอบใจหลายที่รับชมช่อง19จำปาสักลาว Thank you for watching Channel 19 at Stonehenge in the UK. Thank you for watching Channel 19 from Taiwan, Taipei. Thank you for watching NICAT Channel from World Trade Center. Thank you for watching NICAT Channel from Columbia, Tennessee. Thank you for watching NICAT Channel from Birmingham, Alabama. Chào quý vị, tôi là Quỳnh Hữu Xanh, phụ trách phần kỹ thuật cho Đài 19, truyền hình Việt Nam trên Nashville. Kính chào quý vị, tôi là Bảo Nguyễn, phụ trách phần editing và Đài truyền hình Việt Nam tại Nashville. Tôi yêu quê tôi, yêu lũy che dài đẹp xinh, yêu con sông xanh dâng cao. Tôi yêu đơn sơ, yêu mãi tranh nghèo mẹ quê.